Hello, Quang xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Quang Xe Máy anh em. Thì trước mắt anh em đây là cái áo của chiếc Future Neo Sun Cơ đời 2009 nha mọi người. Áo tem ghim theo xe nha anh em. Còn đây là chiếc xe Future Neo 2009 xăng kim. Tình trạng xe là máy ghim im, đi đầm nhẹ bốc. Đầu số máy 30 nha anh em. Áo ghim theo xe. Chắc xe đẹp, ghim liền lạc nha mọi người. Đây, Quang sẽ đi một vòng chiếc xe này cho anh em khảo nha. Chiếc này thì Quang đã quay 2 clip trước rồi anh em. Thì vệ sinh dọn rửa tới đâu thì Quang sẽ quay cho anh em nha. Như là một cái vlog vậy anh em. Chiếc này thì có thể may gấp áo được rồi mọi người. Này, tổng thể xe nha anh em. Chiếc này vệ sinh rất là kỹ luôn nha anh em. Sườn là nguyên zin, không có sơn phết gì hết. Vàng lóc, vàng chân là nguyên zin nha anh em. Bình xăng zin. Cái nhà xe này, chiếc xe cực kỳ đẹp luôn. Không có xét một chỗ nào nha anh em. Quang sẽ lia từ từ cho anh em xem cái sườn xe. Cả nhà xem video thấy hay thì cho Quang xin một lượt đăng ký kênh nha. Đăng ký kênh ở dưới màn hình video anh em. Đăng ký để xem những video mới nhất nha mọi người. Hôm gà có nhiều anh em gọi cho Quang mà hỏi những xe cũ không à, những xe đã bán rồi á. Tại clip đó quay Quang quay lâu rồi đó anh em không biết á. Cả nhà đăng ký kênh á thì YouTube nó sẽ đề xuất cho anh em xem những cái video mới nhất nha. Dây điện này. Dàn dây điện xưa nè mọi người, rất là đẹp luôn. Cái chui nè, màu đục đục, cần phải sửa nè anh em. Mitsubishi Indonesia, cái này cục nháy, cái này là cục sạc nha, sạc rất là to. Cục IC là Mitsubishi, còn này mô bên sườn nha anh em. Mô bên sườn có chữ nè KFH, mã số là 07E9. Để Quang lia từ từ cho anh em xem. Sẵn vệ sinh thì Quang quay lại cho anh em, rồi Quang sẽ gấp áo lại nha. Để gấp áo rồi thì cả nhà không có hình dung được cái bên trong thấy nhà thế nào á. Rất đẹp luôn mọi người. Ghim hết nha anh em. Chắc này buổi chiều có thể Quang quay hơi chá sáng chút xíu nha. Nè, nó có ốc phột nè. Còn trắng tinh nè. Kho xăng nè. Còn niêm phong luôn nha. Còn những cái chấm sơn của hãng nè. Quang đi từ từ cho anh em xem nha. Dàn chân nè. Một sơn ghim, gấp ghim, phục ghim theo xe nha anh em. Dành trước sau theo xe một đôi, chưa có thay. KGGK. Thun cái chân còn. Thun cái chân còn. Thun chiếc chung chiếc sau còn. Chân trước hay mòn. Dàn lóc nè. Ăn trong quay cho anh em xem. Trắng tinh nè. Con này 7 màu anh em. Còn siêu nhất dưới Quang chưa xin hết nha. Nó trong đuôi cá. Sườn này. Bát bôm. Cực kỳ đẹp luôn sườn này. Ốc ngoe nè. Cái dàn ghi đông này anh em. Đồng hồ là vẫn còn 29 nha. Đây. Ngày 3 tháng 7 2009. Tua điện chắc cắm nè mọi người. Ghi đồng mình nè. Cái chui dắt nè. Này chui đèn. Này ghi đồng. Còn sơn mực của hãng kìa, quẹt kìa. Xe này sơn bọng rất là đẹp anh em. Theo qua đánh giá vậy nha. Anh em cứ xem hết clip là sẽ biết nha. Cổ nè. Hai ốc mặt nạ cũng đẹp luôn nè, chưa có bị đen.
sườn nè mọi người. Đây sườn đây, số sườn nha anh em, rất là gõ luôn nha. Cả ba nè, bộ khóa theo xe. Bình xăng con nè mọi người. Ốc này như chưa giấu luôn nè. Ốc chưa máy. Ốc chưa máy đây. Ốc máy. Sườn nè mọi người. Sườn không có một mọt gì đâu. Anh em yên tâm. Đầu gấp đẹp luôn. Bô đẹp luôn nha anh em. Bô theo xe không có đúng một gì hết. Hoàng mới vừa nổ máy cho anh em nghe. Máy im thì thầm luôn anh em. Máy đang nổ nha anh em. Chiếc này thì Quang đang bán 34 triệu nha. Anh em có thích chiếc này thì alo liên hệ kết bạn với Quang. Máy đang nổ mọi người. Hầu như chỉ nghe tiếng cổ nghe hút lên nè. Này chưa gắn bẩn đó nè. Cái máy đó. Máy thì thầm nha anh em. Dàn bạc phột gin. Hoặc đồng gin. Dành trước sau theo xe. Cầm dành còn đẹp anh em. Nè. Cái máy nè. Lên về ga cho anh em nghe nha. Bộ này lật lấp. Tay ga hay nhẹ lắm. Quang im lặng xíu cho anh em nghe tiếng máy nha. Tại Quang quen ngoài đường xe hơi ồn á. Ron biết. Ron nè. Đầu. Sinh con. Hầu như ở ngoài không nghe luôn anh em. Độ cập lộ là không nghe luôn á. Nó không nghe cũng phải nhưng mà tiếng xe nó ác anh em. Đùm phụt chưa nổ luôn nha. Còn đẹp lắm. Thắng đùm mình xài nó cũng tiện anh em. Thắng đùm mình xài nó thắng đơn giản bóp người ta. Bảo trì bảo dưỡng cũng dễ nữa. Quen thích thắng đùm hơn nha. Dễ xài. Cái đĩa này nó nhìn cái xe cứng cáp thôi mọi người. Cũng tùy sở thích anh em thôi.
còn vậy dưới cây bô chưa, cái máy đang nổ nè, dưới nè cây bô không bục mọt đó anh em yên tâm, con coi rồi. Xăng đẹp quá mọi người, nhìn thích lắm. Mình đánh bát là nó đẹp lắm nè. Đẹp. Rồi chá sáng thế này. Rồi. Chắc Quang xin dừng video đây nha. Công tắc rồi. Mọi chức năng đèn kèn bình gì đầy đủ nha nè, đầy đủ hết. Rồi, cả nhà xem video đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Quang nha. Chắc cảm ơn em đã quan tâm theo dõi video của Quang. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo ạ. Bye bye.